Bà Harris gấp rút thay đổi chiến lược tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump dẫn trước xít sao ở các bảng chiến địa. Bà Harris chất vấn về sức khỏe của ông Trump. Bà Harris gấp rút thay đổi chiến lược tranh cử Tổng thống Mỹ. Chỉ còn gần 2 tuần nữa, nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống xít sao nhất từ trước đến nay. Các cuộc thăm dò mới nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng chứng kiến sự vươn lên của cựu Tổng thống Donald Trump. Và điều này tất yếu khiến Phó Tổng thống Kamala Harris phải nhanh chóng thay đổi chiến lược tranh cử của mình. Phó Tổng thống Kamala Harris đang thay đổi chiến lược tranh cử để giành được thêm sự ủng hộ từ cử tri Nam và cử tri Đảng Cộng Hòa. Đồng thời, bà cũng tăng cường công kích cựu Tổng thống Donald Trump sau khi ông Trump đang giành lợi thế trong các cuộc thăm dò mới nhất. Một cố vấn của bà cho biết, sau nhiều tuần tập trung vào chính sách trong chiến dịch tranh cử, bà Harris sẽ trở lại với hình ảnh một công tố viên. Điều này được kỳ vọng sẽ chứng minh sức mạnh của bà trong mắt cử tri, đặc biệt với những người có thể bị thu hút bởi hình ảnh mạnh mẽ của ông Trump. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos trên toàn quốc, lợi thế của bà Harris so với ông Trump đã thu hẹp xuống chỉ còn 3%. Điều đáng lo ngại hơn đối với Đảng Dân Chủ là cả hai ứng cử viên đang cạnh tranh sít sao tại 7 bang chiến địa, nơi sẽ quyết định kết quả của đua. Các cuộc thăm dò diễn ra khi giá thực phẩm và tiền thuê nhà vẫn ở mức cao, cùng với đó là vấn đề nhập cư nhức nhối đang tiếp tục khiến người Mỹ lo lắng. Một số nhà phân tích nổi tiếng nói rằng các chính sách của bà Harris sẽ tạo ra ít nợ hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhiều hơn so với ông Trump. Nhưng các cuộc thăm dò lại cho thấy cử tri tin tưởng ông Trump hơn trong vấn đề kinh tế. Ba nhà tài trợ của cựu Tổng thống Trump cho thấy họ cảm thấy ngày càng tự tin về cơ hội của ông. Trên toàn quốc, bà Harris đã dễ dàng giành lại sự ủng hộ từ các cử tri ở vùng ngoại ô và cử tri thuộc tầng lớp trung lưu. Trước đó họ đã ủng hộ ông Trump khi ứng cử viên của Đảng Dân Chủ còn là Tổng thống Joe Biden. Cử tri nam là điểm yếu lớn nhất của Phó Tổng thống khi số lượng nam giới ủng hộ bà thậm chí thấp hơn cả chiến dịch tranh cử trước đó của ông Joe Biden. Một mối lo ngại khác đó là việc bà Harris tập trung vào Đảng Cộng Hòa và phớt lờ yêu cầu của một số đảng viên Dân Chủ về việc phân biệt bà với ông Biden trong chính sách ủng hộ Israel. Trước mắt, với nguồn tiền dồi dào từ quỹ tranh cử, Đảng Dân Chủ có thể tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong tất cả 7 bang chiến trường và chi nhiều tiền hơn ông Trump cho chiến dịch truyền thông. Tuy nhiên, hiện vẫn không có kế hoạch nào giúp cho bà Harris tăng cường hình ảnh của mình trước mắt công chúng ở những bang quan trọng. Ông Trump dẫn trước sít sao ở các bang chiến địa. Ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, đang dẫn trước đối thủ Kamala Harris ở cả 7 bang chiến địa, nhưng với khoảng cách khá mong manh. Các bang chiến địa là những bang không có xu hướng nhất quán bỏ phiếu cho các ứng cử viên của một trong hai đảng, Cộng Hòa hoặc Dân Chủ, và thường là những bang có vai trò quyết định kết quả bầu cử Tổng thống. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các bang thuộc nhóm này gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Theo phân tích các kết quả thăm dò mới nhất được thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5% cho biết sẽ ủng hộ bà Harris. Cụ thể, ông Trump dẫn trước bà Harris 1,4% ở Arizona và 1,1% ở Georgia. Tại North Carolina, cựu tổng thống dẫn trước bà Harris 1%, tại Michigan là 0,9%, và tại Nevada và Pennsylvania là 0,5%, Wisconsin 0,1%. Cuối tuần này, các ứng cử viên giáo viết thực hiện chiến dịch vận động tranh cử tại Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra rằng hai ứng viên đang bám đuổi sít sao tại đây. Ông Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan khi nhóm này bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền hiện nay liên quan tới cuộc chiến tại giải Gaza. Với nhóm cử tri này, ông Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo ở Washington góp phần đạt được mục tiêu này. Trong khi đó, bà Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng gốc Ả Rập đến với sự kiện vận động của mình. Với những phát biểu hướng sự chú ý tới triển vọng hòa bình tại Trung Đông sau khi có thông tin một thủ lĩnh của lực lượng Hamas đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong tổng số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Trump từng giành chiến thắng tại Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020 cũng tại bang này, ông bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters Ipsos trên toàn quốc, lợi thế dẫn đầu của bà Harris đã thu hẹp từ mức 7% xuống còn 3% như hiện nay. Những chiêu bài quyết định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.
Những bất ngờ dần được hé lộ trong tháng 10 khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang tung những chiêu bài cuối cùng nhằm công kích đối thủ cũng như tăng cường uy tín cho bản thân tại các bang chiến trường cạnh tranh khốc liệt để có được lá phiếu ủng hộ của cử tri. Tại buổi vận động tranh cử tại Atlanta, bang Georgia, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục có những lời lẽ công kích bà Harris, chỉ trích chính quyền đương nhiệm là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao và dòng người di cư đổ về biên giới phía Nam trong những năm gần đây. Tại Chicago, ông Trump phác họa rõ ràng những gì ông dự định mang đến phòng bầu dục nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, với cam kết triển khai chương trình thuế quan mạnh mẽ nhắm vào các quốc gia và doanh nghiệp. Ông Trump nhấn mạnh, chúng tôi muốn một chiến thắng áp đảo. Cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra, hãy khuyến khích mọi người ra ngoài bỏ phiếu. Hãy đi bỏ phiếu ngay vào ngày mai. Sau tất cả, những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, chúng ta đang đứng trước 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ở bên kia chiến tuyến, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, trong sự kiện vận động tranh cử tại Pennsylvania, bày tỏ sự bất ngờ trước sự có mặt của khoảng 100 cử tri thuộc Đảng Cộng Hòa. Bà đưa ra lời kêu gọi ủng hộ trực tiếp tới những cử tri này. Trả lời phỏng vấn trên tờ Fox News, bà Kamala Harris hứa hẹn sẽ có một đường lối chính trị độc lập so với Tổng thống Joe Biden và nhấn mạnh các sáng kiến riêng biệt của bà trong các lĩnh vực kinh tế, nhập cư và y tế. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ một lần nữa tỏ rõ quyết tâm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Cuộc đua vào vị trí quyền lực nhất nước Mỹ đang ngày càng gay cấn khi cả hai ứng cử viên đều nỗ lực nhắm đến các cử tri tiềm năng tại các bang chiến địa. Trong khi ông Trump nỗ lực thu hẹp khoảng cách với cử tri nữ, thì bà Harris dành sự tập trung cho nhóm cử tri nam giới da màu. Đã có những yếu tố bất ngờ xuất hiện tại cuộc đua bầu cử Mỹ năm nay. Bang chiến trường Georgia hôm 15 tháng 10 vừa qua đã ghi nhận số lượng cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Theo dự đoán của chuyên gia, bất cứ ứng cử viên nào giành chiến thắng ở Georgia đều có cơ hội rất lớn để đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua năm nay. Theo một tổ chức có uy tín ở Mỹ dự báo, nếu giành được 16 phiếu đại cử tri tại Georgia, ông Trump có 75% cơ hội giành chiến thắng bầu cử. Ngược lại, nếu Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng tại đây, bà có đến 90% khả năng trở thành tân Tổng thống Mỹ. Ông Trump đe dọa tăng thuế nếu Trung Quốc tiến vào Đài Loan. Chuyển sang những diễn biến liên quan khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo sẽ tăng mạnh thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc nếu Bắc Kinh vào Đài Loan và cho biết ông từng đe dọa Nga liên quan tới ý định đưa quân vào Ukraine. Tờ The Wall Street Journal ngày 19 tháng 10 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế suất cao từ 150 đến 200% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiến vào Đài Loan, song vẫn nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tôn trọng mình. Khi được hỏi liệu ông có sử dụng sức mạnh quân sự nếu Trung Quốc đại lục phong tỏa Đài Loan hay không, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nói rằng điều đó sẽ không xảy ra vì ông Tập tôn trọng ông. Ông Trump đã đưa ra kế hoạch áp thuế toàn diện từ 10 đến 20% đối với hầu hết hàng nhập khẩu, cũng như áp thuế 60% trở lên với hàng hóa từ Trung Quốc, trong các biện pháp mà ông mô tả là sẽ thúc đẩy sản xuất Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng nói về chiến sự Ukraine, làm lại tuyên bố nếu ông vẫn còn tài nhiệm, Tổng thống Putin sẽ không phát động chiến dịch. Bà Harris chất vấn sức khỏe của ông Trump. Đối thủ tranh cử của ông Donald Trump, bà Kamala Harris, hôm 18 tháng 10 đã chất vấn về khả năng ông Trump làm thêm một nhiệm kỳ nữa, sau thông tin cho rằng ông kiệt sức và rút khỏi nhiều cuộc phỏng vấn. Dù xuất hiện trên một số đài truyền hình ủng hộ mình, ông đã hủy các buổi phỏng vấn của NBC, CNBC và CBS. Ông cũng từ chối tranh luận lần hai với bà Harris. Tờ Politico đưa tin một phụ tá của ông Trump đã nói với các nhà sản xuất tại một trang web đang đàm phán một cuộc phỏng vấn rằng cựu Tổng thống đã kiệt sức và từ chối một số lần xuất hiện. Chiến dịch của ông Trump sau đó nói thông tin như vậy là xa rời thực tế. Nếu ông Trump kiệt sức trên đường vận động tranh cử, điều đó sẽ đặt ra câu hỏi thực sự về việc liệu ông có đủ khả năng đảm nhiệm công việc khó khăn nhất trên thế giới hay không. Bà Harris phát biểu với người ủng hộ trong một ngày vận động tranh cử tại Michigan. Ông Trump phản ứng một cách giận dữ, nói với phóng viên rằng ông sẽ không hủy gì cả và gọi đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ là một kẻ thua cuộc và sức lực còn thua một con thỏ. Cựu Tổng thống còn tuyên bố mình chưa nghỉ ngơi trong suốt 48 ngày. Ông Trump đe dọa kiện đài CBS về chỉnh sửa cuộc phỏng vấn bà Harris. Ông Trump nói đang cân nhắc kiện đài CBS vì đài này đã cắt bớt một phần nội dung cuộc phỏng vấn của bà Harris trong chương trình 60 Minutes. CBS hôm 6 tháng 10 đã phát sóng cuộc phỏng vấn bà Harris trong chương trình 60 Minutes, nhưng cắt bớt một phần câu trả lời về xung đột ở dải Gaza. Đài này sau đó đăng toàn bộ nội dung của phỏng vấn lên mạng.
Trong đó, phần trả lời của bà Harris về giải Gaza bị đánh giá là dài dòng và không rõ ràng. Sự việc đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận khi nhiều người đặt câu hỏi CBS làm như vậy để đảm bảo thời lượng phát sóng hay để giữ uy tín cho Phó Tổng thống Mỹ. CBS không bình luận về sự việc này. Ông Trump và các đồng minh cáo buộc CBS chỉnh sửa nội dung phỏng vấn để bà Harris trông uy tín hơn. Đó là điều đáng xấu hổ, nhưng truyền thông không gây sức ép, ông Trump nói. Không rõ thời điểm, cách thức mà ông Trump và các đồng minh có thể kiện đài CBS. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và đài CBS cũng chưa trả lời bình luận. Ông Trump đã rút khỏi cuộc phỏng vấn với 60 Minutes, dự kiến tổ chức song song với cuộc phỏng vấn bà Harris, dù trước đó đã đồng ý tham gia. Ngày 17 tháng 10, ông kêu gọi CBS công bố bản gốc cuộc phỏng vấn bà Harris vì lợi ích của nước Mỹ. Một trợ lý của bà Harris cho hay, chiến dịch tranh cử của bà không kiểm soát các quyết định sản xuất nội dung của CBS và từ chối bình luận thêm.